Hi, chào mừng tất cả quý anh chị và các nhà đầu tư nha. Thì hiện tại mình đang đứng ngay cái đường cua vào khu du lịch Eo Gió. Đây chính là cái con đường mà đi vào khu du lịch Eo Gió này anh chị. Đó. Thì cái phía mấy bên tây trái mình là có một số cái công trình đang xây dựng. Đấy. Còn phía bên tay phải mình đây là có một số cái điện gió đó, một số cái đang hoạt động đang quay đó các bạn, còn có một số cái thì chủ đầu tư đang cho ngừng đó. Còn phía trước mình là đó các bạn thấy không, phía trước mình là một dãy núi và có một bãi cát trải dài, nhìn khá là đẹp đó. Giờ mình cùng tất cả các quý anh chị và nhà đầu tư cùng hướng vào phía trước mình để đi vào khu Eo Gió để tham quan và du lịch nha.